I have an idea. Thái hành này, giờ thì dầu ăn này, xì dầu này, dầu hào này, một chút xíu giấm nữa nhỉ, làm thêm tí đường cho nó máu, thêm tí tiêu nữa, đánh đều lên cho nó. Làm tí cay cay cũng nhỉ. Cho thêm tí ớt. Ok rồi. Mì thơm rồi. Mì thơm rồi. Rồi là có sốt để ăn mì. Five minutes later. Đêm hôm có đĩa mì này ổn đấy.